Xin được chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Hóng Showbiz. Quý vị thân mến, trong bản tin ngày hôm qua, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về ba hủ tục kinh dị của Trung Quốc, bao gồm tục dẫn thi, tục bó chân và minh hôn hay còn gọi là đám cưới ma. Đó mới chỉ là ba hủ tục mà người ta nhắc đến thường xuyên nhất. Đất nước đông dân nhất thế giới này vẫn còn rất nhiều hủ tục lạc hậu, kinh dị khác mà chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn trong bản tin ngày hôm nay. Hãy cùng đón xem những hủ tục kinh dị Trung Quốc phần 2 sẽ có những thông tin gì nhé. Tục ngõ quán táng. Trong lịch sử Trung Quốc, chúng ta đều biết có rất nhiều tục lệ khắc nghiệt, đáng sợ. Nhưng ở thời điểm đó, quan niệm và lòng tin của con người vào những hủ tục này vô cùng lớn. Do đó, dù có lý do gì đi nữa, những người sống vào thời điểm đó cũng phải tuân theo mà không được chối bỏ. Đối với những người đã khuất, tùy vào mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn lịch sử, người Trung Quốc lại có những cách an táng khác nhau, chẳng hạn như địa táng, thủy táng hay hỏa táng. Đối với những hình thức này không có gì quá đặc biệt hay ghê rợn, mà hình thức ghê rợn nhất chính là ngõ quán táng. Hình thức này ghê rợn ở chỗ, không cần chờ đến người ta mất đi mới đem đi chôn cất, mà sẽ bắt đầu đưa xuống mồ ngay cả khi người đó vẫn còn sống khỏe mạnh. Đây là hủ tục vừa ghê rợn vừa máu lạnh tàn độc của người Trung Quốc. Theo các ghi chép của sử sách, hủ tục này đã manh nha xuất hiện từ thời nhà Tần. Lúc này có luật lệ gọi là lục thập hoa giáp hay còn gọi là hoa giáp táng, quy định rằng nếu trong gia đình có người già 60 tuổi thì phải đưa lên núi và để họ tự sinh tự diệt, không cho tiếp tục sống cùng gia đình. Đến thời nhà Đường, trong cuốn Tuế Hoa Kỷ Lệ do Hàn Ngạc ghi chép lại cho biết, tại một số vùng ở Vân Nam, phong tục ngõ quán táng rất phổ biến. Những ngôi mộ được đào dưới lòng đất, xung quanh xây bằng gạch, trên đỉnh chừa một lối ra vào, trông giống như một cái chum đất. Trong gia đình nào có cha mẹ đã đủ 60 tuổi, con cái trong gia đình đó sẽ phải cõng họ đến một ngọn núi gần nhà, sau đó bắt đầu đào một cái hố tương tự như cái chum rỗng, rồi đặt cha mẹ vào đó. Mỗi ngày con cái sẽ đến đưa cơm cho cha mẹ một lần, và mỗi lần như vậy lại đặt lên thêm một viên gạch. Tuy đây là tục lệ bắt buộc phải thực hiện, nếu không sẽ bị trị tội, nhưng cũng có trường hợp các con có hiếu vì thương cha mẹ nên mỗi lần đưa cơm đều ở lại trò chuyện với cha mẹ già, vài ngày sau mới đưa thêm một viên gạch. Nhưng cũng có những kẻ bất hiếu chỉ đến đưa cơm cho có và luôn muốn thời gian trôi qua càng nhanh càng tốt để khỏi phải vất vả đi đưa cơm cho cha mẹ. Ngày này qua ngày khác, chiếc chum này ngày càng được lấp kín, cuối cùng thành hình ngôi mộ bịt kín khiến cho cha mẹ già chết ngạt trong đó. Câu hỏi đặt ra là tại sao lại xuất hiện tục lệ mang tính máu lạnh như thế này? Theo một số ghi chép, người ta cho rằng vào thời đó, thực phẩm, thuốc men thiếu thốn, lại thêm phần người già không thể lao động, không tạo ra giá trị nên chỉ có thể lựa chọn cái chết. Những người vào thời điểm đó tin rằng việc vứt bỏ một người già yếu sẽ giúp giảm bớt gánh nặng cho những người còn lại trong gia đình. Bên cạnh đó, cũng có một nguyên nhân khác lý giải cho tục lệ máu lạnh này. Cụ thể, người xưa quan niệm rằng nếu người già sống quá lâu sẽ làm mất đi phước lành và sự may mắn của con cháu. Họ tin rằng nếu người già càng sống lâu, con cháu sẽ càng đoản mệnh. Do vậy, những người già phải chịu đựng sự đau khổ, bị đưa vào mộ ngay khi còn sống để nhường phần phước đức cho con cháu mình. Vậy hủ tục này có làm trái được không? Tại sao không trốn đi lúc bị chôn trong mộ? Câu trả lời là không thể nào làm trái được. Bởi như đã nói, một khi đã là tục lệ thì sẽ không ai dám làm trái. Tương tự như thời hiện đại, con người sống và làm theo pháp luật. Chỉ có điều, những tục lệ thời đó đối với bây giờ mà nói là vô nhân tính, phi lý và phi nghĩa. Thế nhưng sinh ra ở thời đại đó, con người không còn lựa chọn nào khác mà bắt buộc phải tuân theo. Nếu những người già bị chôn trong mộ cố tình bỏ trốn thì kết cục còn bi thảm hơn, họ sẽ không còn được tặng thêm một viên gạch mỗi ngày mà sẽ bị quay kiến mộ ngay lập tức, thật vô cùng mang rợ và nhẫn tâm. Cho đến ngày nay, hủ tục này tuy không còn nữa nhưng vẫn còn lưu truyền trong dân gian, thậm chí còn được đưa vào phim ảnh. Ngày nay, quan niệm xưa cũ đã không còn, việc chôn sống cha mẹ ruột ngay khi họ còn sống không những vi phạm pháp luật mà còn vi phạm đạo đức vô cùng nghiêm trọng, ngược lại giá trị nhân văn của một con người. Từ đó nhắc nhớ cho những người con phải luôn kính trọng, yêu thương cha mẹ già dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Tục chiêu đệ, giết con gái để cầu sinh được con trai.
ở một đất nước mà mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ, nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô, thà có một đứa con trai còn hơn có 10 đứa con gái. Có thể thấy thân phận của người phụ nữ từ lúc sinh ra đã bị coi như đồ bỏ đi, bị rẻ rúng coi thường vô cùng. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như những người phụ nữ thời đó vẫn được sinh ra bình thường, được sống bình thường. Nhưng không, với quan niệm cổ hủ nặng nề đó, người Trung Quốc xưa đã có nhiều hủ tục lạc hậu, trong đó có tục chiêu đệ khiến ai cũng phải rùng mình sợ hãi khi nhắc tới. Giải thích cho tục lệ này, một số ghi chép về tập tục ở tỉnh Phúc Kiến cho biết, nếu một gia đình sinh đứa con gái đầu lòng hoặc liên tục sinh con gái mà chưa có con trai, thì gia đình đó sẽ giết chết đứa con gái để hy vọng linh hồn của đứa trẻ ấy sẽ chiêu về cho bố mẹ sinh được em trai, nên tục này có tên là tục chiêu đệ. Bên cạnh lý giải này, cũng có một số ghi chép cho rằng, vào thời xưa, do đời sống đói khổ, nghèo túng, việc kế hoạch hóa gia đình chưa được thực hiện. Do đó, khi gia đình đã nghèo lại còn đông con, thì người ta sẽ bắt buộc chọn ra đứa con gái để giết bỏ. Chỉ để lại đứa con trai được quyền ưu tiên sống sót và được nuôi dưỡng. Hủ tục này quả thực là rất man rợ, thiếu tình người. Những đứa trẻ vô tội phải chịu đựng tư tưởng nặng nề, tàn ác của xã hội xưa vô cùng đáng thương. Ngày nay, tuy tục lệ này không còn, nhưng đâu đó ở đất nước này, tư tưởng trọng nam khinh nữ, ưu tiên mọi thứ cho con trai vẫn không thể nói là đã chấm dứt hoàn toàn. Tục đội tóc của tổ tiên. Tại ngôi làng Shiyuya, thành phố Liêu Bang Su, tỉnh Quý Châu, nơi có người dân tộc Miêu sinh sống, có một tập tục rất kỳ lạ và hiện đang còn lưu giữ, đó chính là tục đội tóc của tổ tiên. Tục này bắt nguồn từ việc đội sừng bò của người Miêu. Trong quan niệm của dân tộc này, bò được xem là một con vật linh thiêng, cho nên người Miêu nảy sinh ra ý tưởng là những chiếc sừng bò giả từ chính tóc của tổ tiên để đội lên đầu, vừa để trang trí, vừa thể hiện sự tôn kính với tổ tiên và với con vật linh thiêng trong suy nghĩ của họ. Vậy nhưng người Miêu làm cách nào để lấy được tóc của tổ tiên để đội lên đầu? Câu trả lời là, những người phụ nữ Miêu mỗi khi chải đầu đều sẽ giữ lại các sợi tóc rụng của mình. Khi đã có một lượng tóc nhất định, họ sẽ kết chúng lại thành một chiếc mũ. Và từ đời bà, đời mẹ đến đời con cháu, chiếc mũ chính là kết tinh của nhiều thế hệ. Để giữ cho chiếc mũ làm từ tóc này luôn mới và sáng bóng, người Miêu đã nhuộm chúng lên. Khi người con gái đi lấy chồng, người mẹ sẽ trao lại chiếc mũ này cho con để mong con luôn tưởng nhớ và thể hiện lòng tôn kính với tổ tiên, với gia đình của mình. Và đó chính là những hủ tục kinh dị phần 2 của Trung Quốc. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin hot nhất. Xin được cảm ơn quý vị đã theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh Hóng Showbiz nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin sau.